xin chào khán giả người Việt TV. Sau đây là một số tin đáng chú ý trong ngày. Thưa quý vị, Tổng thống Donald Trump vừa tweet ra cho biết Tôi là một thiên tài có tâm thần ổn định. Có người trúng sổ số Mega Million 450 triệu đô la chúng ở đâu? Và thưa quý vị, miền Nam California chúng tôi tuần tới sẽ có mưa lớn. À. thưa quý vị, sáng ngày hôm nay để đối đáp lại với những cái bản báo cáo nói rằng Tổng thống Trump có tâm thần không ổn định. Đặc biệt sau khi một số vị dân cử liên bang gặp một giáo sư về tâm lý ở tại Yale trong hai ngày, cả Cộng hòa Dân Chủ đều thẩm định xem ông Trump có ổn định tinh thần hay không. Nhất là qua những cái tweet của ông mới đây, chẳng hạn như là đấu với lại ông Kim Jong Un bảo là nút bấm của tôi to nút bấm vào ông vân vân rồi vân vân họ nghĩ là ông này hình như tâm thần không ổn định có biết có làm tổng thống được không và nhất là sau khi cuốn sách mà Fire and Fury Inside trong hoài hao ra thì trong đó có mô tả một số chuyện ông trông giống như đứa con nít đại khái là như thế thì sáng nay ông tweet ra như sau tôi là một tổng thống thiên tài và có tâm thần ổn định Ông viết là sau cái vụ mà nói là người Nga thông đồng của chúng tôi Sau một năm nghiên cứu điều tra hết không có gì cả à, Rồi ngay cả bên Dân Chủ và thành phần theo phe Dân Chủ cộng với truyền thông giả à, Bây giờ lại chơi cái, cái trò mà của Ronald Reagan Tức là nói về vấn đề là tâm thần không ổn định và không có trình độ à, Rồi viết tiếp Thực ra trong suốt cuộc đời của tôi Tôi có hai cái gia sản lớn nhất đó là tâm thần ổn định à và rất là thông minh à rồi ông chửi luôn bà Hillary Clinton là bà Clinton gian lận cũng ch chơi, những cái trò chơi này rất là dữ à, và như mọi người biết bà đã thua à, và tôi đi từ một người doanh nhân rất thành công chứ rất là viết hoa cho đến người làm truyền hình hàng đầu và rồi trở thành tổng thống Mỹ mặc dù tôi mới thử có một lần mà thôi à và tôi nghĩ rằng tất cả những cái này đủ tiêu chuẩn cho tôi Không những là thông minh mà còn là thiên tài Và có tâm thần rất ổn định Đó là lời tweet của Tổng thống Trump sáng ngày hôm nay Tùy người đối diện tất cả mọi quý vị quyết định Bởi vì đó là cái mà sáng ngày hôm nay Tổng thống Trump tweet ra Để mà gọi là phá tan dư luận nói rằng ông có tâm thần đã. Thưa quý vị, xổ số, số Mega Million ngày hôm qua, tối ngày hôm qua đã sổ và đã có người trúng. Sau 23 lần rút, không có ai trúng. Kỳ này trị giá 450 triệu đô la Số chúng là 28, 30, 39, 59, 70 Và số mega là số 10 Người ta cho biết số chúng là nằm ở tiểu bang Florida Trời ơi, Florida là cái tiểu bang chúng số nhiều lắm nha Quý vị, quý vị để ý đa số là hay rớt vào Florida Mặc dù California đông dân nhất Và nếu mà chúng ta thua cái trận này Tức là ngày hôm qua quý vị nào không chúng Đừng có lo hôm nay còn cái nữa là Powerball à, 570 triệu đô la à, Cũng giá 2 đô la thôi và sẽ sổ ngày hôm nay à, vào lúc 11 giờ đêm giờ miền Đông. À, Powerball và Mega Million là hai cái sổ số, số lớn nhất của nước Mỹ. À, nhưng mà không phải là dễ trúng. À, nhưng mà thường thường nó, cái số tiền rất là cao là bởi vì sau khi họ đổi luật à, vào năm 2015 và 2017 con số trúng bây giờ là khó hơn nhiều. À, tỷ lệ trúng của uh, Mega Million là 1 phần 302.6 triệu ha <laughs> Trong khi tỷ lệ trúng của Powerball là 1 phần 292.2 triệu à, Tức là trong số quý vị nếu mà muốn mua phải 290 mấy triệu lần thì mới có thể trúng được một lần Rồi đó là tin các tin sổ số vân 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 Tại miền Nam California chúng tôi thưa quý vị sau một thời gian dài không có mưa lớn từ tháng 10 năm ngoái Thì vào thứ hai này theo tin thời tiết cho biết sẽ có mưa lớn tại các quận hạn như Los Angeles, Orange, San Bernardino và Riverside, trung bình sẽ có lượng nước mưa hơn 1 inch. À, mưa bắt đầu sẽ từ 10 giờ sáng sáng thứ hai và mạnh dần trong suốt ngày kéo sang tới thứ ba, sang thứ, thứ tư thì giảm bớt và bắt đầu mưa còn rải rác đây đó. À, cũng theo báo Oceaster, những ngày tới mưa và là rất bình thường của năm bởi vì hàng năm vào cái thời giờ cái phút này thường có lan ni nha, à, nó là một cái dạng mà Bão nhiệt đới thổi từ vùng Tây Bắc Thái Bình Dương xuống Alaska và xuống phía Nam nước Mỹ. À. Ở các thành phố khác trong khu vực Long Beach và trung tâm thành phố Los Angeles. Lượng nước mưa có thể nhiều hơn một chút là 1.25 inch. Đó là hơn một inch và một quarter. Riverside County và Orange County khoảng một inch nước mưa. À. San Clemente thì có dưới một inch. Tức là càng đi về sau, về phía Nam thì càng ít chút xíu. Nhưng mà vùng núi Santa Ana lại có tới 2 inch nước mưa. tới nhiều mưa hơn. Đó, à, Chắc lẽ là trên núi bởi vì nó, 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 nó mưa đổ xuống thì nó thoát đi không kịp cho nên là nó sẽ dâng lên một chút xíu Rồi đó là các tin đáng chú ý trong một ngày của người Việt TV ngày hôm nay nội dung xin chào quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.